tọa lạc tại khu đô thị phát triển năng động Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trường mầm non Ngôi Sao Hạnh Phúc là môi trường lý tưởng cho việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ mầm non. Chào mừng đến với trường mầm non Ngôi Sao Hạnh Phúc thuộc hệ thống trường Betrusky. Đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2019, trường mầm non Ngôi Sao Hạnh Phúc không ngừng phát triển để mang đến môi trường chăm sóc và giáo dục lý tưởng cho trẻ, là sự lựa chọn hàng đầu của các phụ huynh tại thành phố Thủ Dầu Một. Hiện nhà trường có hệ chuẩn HEP B-STARS và hệ song ngữ Jolly STARS với chương trình giáo dục chất lượng, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, xây dựng nền tảng cho trẻ phát triển để trở thành công dân toàn cầu. Các lớp học luôn được trang trí và thay đổi theo từng chủ đề cùng nhiều giáo cụ học tập đa dạng. Các hoạt động bổ ích đang xem chương trình học giúp các con phát triển toàn diện, kích thích khả năng sáng tạo, phát triển tư duy độc lập, cổ vũ tinh thần tự học, tìm tòi, khám phá. Với phương châm lấy trẻ làm trung tâm, mầm non Ngôi Sao Hạnh Phúc dựa trên chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục kết hợp phương pháp giáo dục hiện đại Learn Through Play, học thông qua chơi, STEAM, chương trình làm quen với tiếng Anh, trang bị cho bé một nền tảng vững chắc để khôn lớn và trưởng thành. Bên cạnh hệ chuẩn Happy Stars, hệ song ngữ Jolly Stars giúp trẻ phát triển song song hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Nội dung giảng dạy chi tiết giúp trẻ phát triển hài hòa theo 5 yếu tố. 1. HHOLISTIC, giáo dục toàn diện cho trẻ trên 7 lĩnh vực theo tiêu chuẩn của Việt Nam và Anh Quốc. 2. AUTHENTIC, giáo dục trẻ thông qua trải nghiệm thực tế được tổ chức khoa học và cụ thể. 3. B-PLAY-BASED LEARNING, học tập thông qua vui chơi phù hợp với lứa tuổi. 4. B-PROJECT-BASED LEARNING, học tập thông qua các chủ đề. Mỗi chủ đề là một dự án trọn vẹn để phát triển kiến thức, kỹ năng toàn diện. 5. EEME, chế độ dinh dưỡng khoa học hỗ trợ sự phát triển não bộ và thể chất cho trẻ. Đặc biệt, thư viện sách của nhà trường với hàng nghìn đầu sách song ngữ phong phú chủ đề cùng các giờ sinh hoạt storytelling cuối tuần sẽ thắp lên ngọn lửa đam mê đọc sách từ lứa tuổi nhỏ, khơi dậy khao khát tìm hiểu về môi trường tự nhiên, xã hội, lịch sử văn hóa dân tộc, chắp cánh cho trí tưởng tượng nghệ thuật của các con được bay xa. Từ đó góp phần nuôi dưỡng những tâm hồn trong trẻo và những trái tim ấm áp của con trẻ. Trường mầm non Ngôi Sao Hạnh Phúc chăm sóc bé theo chế độ dinh dưỡng hợp lý dựa trên cơ sở kết hợp, một cách khoa học giữa yêu cầu dinh dưỡng chung của mỗi độ tuổi và đặc điểm riêng về cơ địa của từng trẻ. Trong quá trình học tại trường, các bé sẽ được kiểm tra sức khỏe và kiểm tra tâm lý định kỳ giúp phụ huynh hoàn toàn yên tâm về một môi trường chăm sóc sức khỏe an toàn, yêu thương dành cho các con. Tại mầm non Ngôi Sao Hạnh Phúc, các hoạt động trải nghiệm ngoại khóa, trải nghiệm lễ hội luôn được tổ chức thường xuyên giúp trẻ thỏa sức vui chơi, sáng tạo, không sợ lấm bẩn. Từ đó, trẻ tập thích nghi với môi trường tự nhiên, xây dựng kỹ năng sinh tồn và mang lại những phút giây hạnh phúc với tuổi thơ. Nói chung là như cái môi trường này làm mẹ thấy rất là hài lòng luôn. Như không gian thì thoáng mát, rồi cơ sở vật chất thì như là cũng như tiện nghi đầy đủ, rồi giáo viên thì rất là như thân thiện và rất là chu đáo. Yeah. Jolly Star Bilingual Program is using the UK curriculum as a basis of teaching Vietnamese subjects as well. For example, we are using the maths, basing on the UK curriculum, the CLL or literacy, following the UK curriculum at the same time. And these subjects are being transposed by our Vietnamese teacher to teach the same subject to our students. Tự hào về chương trình giáo dục tiên tiến, đội ngũ giáo viên hết lòng yêu thương trẻ nhỏ, trình độ chuẩn được các chuyên gia đầu ngành thường xuyên đào tạo phương pháp giáo dục mới. Bằng sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc, chúng tôi hiểu rằng đối với mỗi gia đình khi được chứng kiến các con khôn lớn, khỏe mạnh mỗi ngày là niềm hạnh phúc vô tận. Mầm non Ngôi Sao Hạnh Phúc sẽ không ngừng cố gắng đem đến trải nghiệm đầu đời ý nghĩa cho các con. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một môi trường giáo dục hạnh phúc, nơi mà trẻ được yêu thương, thấu hiểu, tôn trọng và được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển cho mỗi cá nhân, trang bị toàn diện để thành một công dân toàn cầu. Trường mầm non Ngôi Sao Hạnh Phúc, hạnh phúc, sáng tạo, năng động cho tương lai.